Tottenham Hotspur đang bay cao Premier League. Sau 11 trận, đội bóng của Jose Mourinho đang chém chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, bằng với Liverpool nhưng nhiều hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thành tích này phần lớn đến từ sự tỏa sáng của bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min, khi hai cầu thủ này đã đóng góp 18 trên tổng số 23 bàn thắng của đội nhà. Son với thành tích 10 pha lập công đang bám rất sát Dominic Calvert-Lewin trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Với những thành tích kể trên, không còn nghi ngờ gì nữa, Son Heung-min đang là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Trước Son Heung-min, bóng đá Hàn Quốc nói riêng và bóng đá châu Á nói chung cũng sở hữu hai cái tên lừng lẫy khác. Một là Park Ji-sung, cựu cầu thủ của Manchester United và là thành viên của đội hình vô địch Champions League mùa giải 2007-2008. Hai là Jae-bun-kun, một huyền thoại khác của Hàn Quốc, cũng từng thi đấu rất xuất sắc trong màu áo hai câu lạc bộ tại Đức là Eintracht Frankfurt và Bayer Leverkusen ở thập niên 70 và 80. Vậy, liệu Son đã xứng đáng vượt qua hai bậc tiền bối trên để trở thành gương mặt đại diện của bóng đá Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế hay chưa? Trước khi bóng đá Hàn có những ngôi sao sáng như Park Ji-sung hay Son Heung-min, họ đã có một huyền thoại vĩ đại, một niềm tự hào lớn ở châu Âu, đó là Jae-bun-kun. Cho đến tận ngày nay, Jae-bun-kun vẫn được thừa nhận như một tượng đài bóng đá châu Á có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Đức cũng như ở cả châu Âu. Nhưng chỉ đến khi mùa giải 79-80 khởi tranh, sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Cha mới có được cơ hội thi đấu tại Bundesliga trong mùa áo Frankfurt và ông lập tức trở thành tiền đạo không thể thay thế của đội bóng nước Đức. Sau mùa giải đầu tiên thi đấu tại châu Âu, Jae-bun-kun được tờ Kicker bình chọn là một trong ba tiền đạo hay nhất giải đấu, sánh ngang với hai siêu sao châu Âu lúc đó là Karl-Heinz Rummenigge và Kevin Keegan. Tại UEFA Cup mùa giải năm đó, Jae-bun-kun đã gây ấn tượng cực mạnh ngay từ những trận đấu đầu tiên. Với thể hình lực lưỡng so với một cầu thủ đến từ châu Á, đi kèm với tốc độ và những cú dứt điểm sấm sét, Cha góp công lớn trong chiến tích lần đầu tiên vô địch UEFA Cup của Eintracht Frankfurt. Vấn đề khiến chúng tôi không thể giải quyết được đó chính là Jae-bun-kun. Anh ấy đơn giản là không thể ngăn cản. Chính Sir Alex Ferguson đã thốt lên như thế về huyền thoại người Hàn Quốc khi ông còn dẫn dắt Aberdeen, đội bóng đã bị Frankfurt của Jae-bun-kun đánh bại trên đường đến với chiếc vô địch UEFA Cup. Sau 40 bóng thi đấu cho Frankfurt và giành được hai danh hiệu UEFA Cup và Cúp quốc gia Đức, ông chuyển đến Leverkusen và tiếp tục tỏa sáng trong mùa áo đội bóng mới. Jae-bun-kun ghi bàn trong trận chung kết UEFA Cup năm 88 để giúp Leverkusen có lần đầu tiên lên ngôi tại châu Âu. Với thành tích này, Jae-bun-kun là cầu thủ thứ 9 trong lịch sử vô địch UEFA Cup trong màu áo hai câu lạc bộ khác nhau. Ông từng là cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Bundesliga trước năm 88 khi sụp đổ kỷ lục trước đó của Anton Lippens với 92 bàn thắng. Ở đội tuyển quốc gia, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ngôi sao Hàn Quốc nào vượt qua được thành tích của Jae-bun-kun. Ông vẫn là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển với 58 pha lập công. Với 136 lần ra sân, Jae-bun-kun cũng là cầu thủ có số lần khoác áo Hàn Quốc nhiều nhất, ngang bằng với thành tích của một huyền thoại khác là Hong Myung-bo. Năm 99, Cha được bầu chọn là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Với các cầu thủ đến từ châu Á, Premier League chưa bao giờ là một mảnh đất dễ dàng. Nhưng trước khi Son Heung-min ghi tên mình vào một trong những ngôi sao hàng đầu giải đấu ở thời điểm hiện tại, đã có một cầu thủ từng là niềm tự hào vĩ đại với mọi người dân châu Á và cả với mọi Man Utd đến từ lục địa này. Đó là Park Ji-sung. Sau thành công tại World Cup 2002 cùng với đội tuyển Hàn Quốc, Gus Hiddink mở lối cho Park tiến ra biển lớn với việc đầu quân cho câu lạc bộ PSV Eindhoven. Qua thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Hà Lan, Park là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Hai chiếc vô địch quốc nội, một cúp quốc gia và bàn trận chiến tuyệt vời giúp PSV đánh bại AC Milan hùng mạnh với tỷ số 3-1 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chàng tiền vệ người Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2005, Park Ji-sung chính thức đầu quân cho Manchester United, một thế lực hùng mạnh của bóng đá Anh lẫn cả thế giới lúc bấy giờ, với một phí chuyển nhượng 4 triệu bảng cùng với hợp đồng có thời hạn 4 năm. Rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra khi Park Ji-sung gặp đến Old Trafford, nhưng trải qua 7 mùa giải thi đấu tại nhà hát, cầu thủ người Hàn Quốc đã dập tan mọi hoài nghi thuở ban đầu mà mọi người dành cho anh. 4 danh hiệu Premier League, 3 League Cup, 2 siêu cúp Anh và đỉnh cao là Champions League, Park Ji-sung là cầu thủ đầu tiên và cũng là người duy nhất đến thời điểm này giành được nhiều vinh quang đến như vậy. Ở quê nhà Hàn Quốc, Park Ji-sung là một biểu tượng rất lớn, là một vĩ nhân bóng đá nơi đây. Ngày anh sang châu Âu thi đấu, Jae-bun-kun là hình mẫu để Park phấn đấu. Để rồi ngày anh thành công, Park
còn vượt luôn cả thần tượng của mình về sự vĩ đại cũng như tầm ảnh hưởng. David DeCrasso, phó chủ tịch tiếp thị châu Á Thái Bình Dương của Nike, đánh giá về Park Ji-sung vào năm 2009. Park, cho đến nay, là vận động viên thể thao mang tính biểu tượng nhất tại Hàn Quốc và có lẽ là người nổi tiếng nhất bao quát toàn bộ khu vực châu Á. Nếu hiện tại, Son Heung-min là siêu sao hàng đầu châu Á, là biểu tượng của lục địa này, thì cách đây gần một thập kỷ, Park Ji-sung chính là số 1, là huyền thoại nơi đây và được đại đa số đánh giá là cầu thủ châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại. Những cầu thủ như Cha Byung-kun và Park Ji-sung đã là tấm gương cho thế hệ những cầu thủ châu Á sau này chinh phục châu Âu với một tầm thế mới. Họ không còn bị đánh giá thấp tại cửa lục địa như những gì mà thế hệ hai cầu thủ trên đã từng trải qua, và điều đó là bệ phóng để tạo nên thành công của cầu thủ xuất sắc nhất châu Á thời điểm hiện tại, Son Heung-min. Năm 2008, Son Heung-min gia nhập đội đào tạo trẻ của Hamburg thông qua dự án đào tạo cầu thủ trẻ của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc. Trải qua 2 năm tập luyện và phát triển tại đội trẻ, Son cuối cùng có màn ra mắt Bundesliga vào năm 2010. Sau 73 lần ra sân cho Hamburg, thì vào năm 2013, Son Heung-min đã chuyển đến Bayer Leverkusen, câu lạc bộ cũ của bậc tiền bối Cha Byung-kun, với mức giá 10 triệu euro, kỷ lục của đội bóng thời bấy giờ. 2 năm sau đó, Son tiếp tục tạo nên một kỷ lục khác khi trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử và bắt hợp đồng trị giá 22 triệu bảng để gia nhập Tottenham. Mùa giải đầu tiên tại Anh, Son dường như đã không thích nghi được với môi trường bóng đá mới, có thời điểm mà người ta tưởng chừng như tiền đạo người Hàn Quốc sẽ sớm khăn gói quay về nước Đức. Tuy nhiên, Son vẫn quyết định ở lại nhằm tìm kiếm những thử thách mới. Trải qua 4 mùa bóng dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Son dần hoàn thiện những kỹ năng của một tiền đạo và trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Spurs. Trong 4 mùa giải liên tiếp, từ 2016-2017 đến 2019-2020, Son đều có hơn 40 lần ra sân trong mọi đấu trường cho Tottenham, và mỗi mùa, anh đều vượt qua con số 18 bàn thắng. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Son tại Spurs cho đến thời điểm này, có lẽ là lần lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa giải 2018-2019. Dù không thể lên ngôi vô địch, nhưng với thành tích này, Son trở thành cầu thủ châu Á ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Ở mùa giải năm sau, thành tích cá nhân của Son thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều. Sau khi lọt vào danh sách đề cử 30 cái tên cho danh hiệu quả bóng vàng 2019, Son vinh dự nhận được danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải Premier League với tình huống solo từ phần sân nhà trước chiến thắng của Tottenham trước Burnley vào tháng 12 năm ngoái. Cho đến thời điểm này của mùa giải, tiền đạo người Hàn Quốc đã có 10 bàn thắng và đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới, còn Tottenham Hotspur thì đang chiếm chè dẫn đầu. Sau khi là cầu thủ châu Á đầu tiên nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại giải Ngoại hạng Anh hồi mùa giải 25-26, Son đã có lần thứ 3 giành danh hiệu này vào tháng 11 năm 2020. Sự tiến bộ của Son Heung-min trên sân cỏ cũng giúp anh trưởng thành về mặt con người hơn. Son nổi tiếng là một cầu thủ rất vui tính và luôn tràn đầy năng lượng. Điều này giúp cho anh nhận được rất nhiều tình cảm từ các đồng đội. Xét trên khía cạnh thương hiệu cá nhân, Son được mệnh danh là David Beckham mới của châu Á. Nhờ Son Heung-min mà mới đây, theo một cuộc khảo sát của Nielsen Fan Insights, Tottenham đã trở thành đội bóng được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Việc Son có tầm ảnh hưởng lớn như vậy không bất ngờ. Bằng chứng thể hiện ngay ở sân tập của Tottenham, vào những lúc bình thường, bất chấp thời tiết hay thời điểm, luôn có rất đông khách du lịch Hàn Quốc, những người hâm mộ Son hành hương tới đây để được tận mắt chứng kiến thần tượng tập luyện. Trước khi Covid-19 bùng phát, Son rất hay về nước. Mỗi năm 4 lần, hoặc những khi được nghỉ thi đấu, anh đều về Hàn Quốc để chăm sóc học viện bóng đá của bản thân, nơi Son đã đầu tư gần 10 triệu bảng để xây dựng. Rất nhiều tài năng trẻ trên khắp Hàn Quốc đã đến đây tập luyện với hy vọng trở thành được Son Heung-min mới trong tương lai. Cần nói thêm, một bảo tàng về Son cũng đang được xây dựng tại đây. Tại cấp độ đội tuyển, Son Heung-min là một nhân tố không thể thiếu trong thành công của đội tuyển Hàn Quốc tại những đấu trường lớn gần đây. Anh giúp Hàn Quốc giành huy chương đồng Asian Cup 2011 và cán đích ở vị trí Á quân Asian Cup 2015. Son cũng có công lớn giúp tập thể đội tuyển Olympic Hàn Quốc lọt vào đến tứ kết Olympic Rio 2016 và vô địch ASEAN 2018. Qua thành tích đó, Son cũng chính thức được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xét riêng ở cấp độ đội tuyển, tầm ảnh hưởng của Son có lẽ vẫn còn thua xa so với hai người tiền bối là Cha Byung-kun và Park Ji-sung. Kể cả ở thành tích tại câu lạc bộ, Son Heung-min cũng không thể so sánh được với hai huyền thoại bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu xét riêng ở khía cạnh cá nhân và tầm ảnh hưởng đến thế hệ sau này của bóng đá Hàn, thì Son Heung-min hoàn toàn có thể sánh ngang, nếu không muốn nói là đã vượt mặt cả Cha Byung-kun lẫn Park Ji-sung. Son Heung-min là tấm gương về sự cần cù, siêng năng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Hàn Quốc, và anh hoàn toàn xứng đáng trở thành The Face, gương mặt đại diện của Hàn Quốc trên bình diện bóng đá thế giới.